Okay. Em giới thiệu sơ về mình đi em. Hello mọi người, mình là Jenny. Em cầm anh cái micro được không ạ? Vâng. Em cầm như vậy, anh đưa em cầm. Lấy cho mình cái mic ra khỏi rồi, cái micro rồi. Rồi ok, ấy lại bậy quá. Anh đàn ông mà không có tiền, không có sự nghiệp, là con gái nó chơi rồi nó bỏ. Anh rớt tiền không em? Rồi, đây là thí nghiệm thực tế, em giới thiệu về mình đi em. Xin chào mọi người, em tên là Đình Đình. Rồi em cần anh lấy cái mút ra. À rồi ok. Rồi, chờ xíu, anh chuyển bạn này giùm anh cái mút. Bạn này. Mặt em ngu vậy. Đưa bạn này giùm anh với. Ngu à. Ô, anh nói bạn này. Đưa bạn này. Đây sao mà làm? Cái gì vậy? Đưa cái miếng mút cho bạn này giùm anh. Đưa cái mút bạn này nè. Nước giùm anh với. Nửa lưng thắng á. Rồi ok, nửa lưng thắng. Làm thiệt nha, không có giỡn đâu, nửa lưng thiệt á. Chi nợ 1 tháng. Nợ cá sen 1 tháng. Giới thiệu mình luôn đi em. Em tên là Nguyễn Hồ Ngọc Hằng. Em lấy mình cái mút ra chứ. Đi bạn này nè. Thôi em thiệu về mình đi em. Mít này. Bảo. Nhét mình cái mút ra chứ. Bạn này không kinh nghiệm gì hết trơn. Đó, từ. À. Đó, rồi, xong rồi. Mặt đỏ như vậy. Lúc lại được rồi. Đưa bạn này với. Rồi đưa bạn này mình với. Làm như vậy. Tục tục tí thôi. Em định làm gì em? Dạ, em không làm gì hết. Ok. Dạ. Cái này là cái gì vậy anh? Mút em. Cái này để làm gì anh? Để nhét vô đây nè. Để đứt thế. Rồi ok, cảm ơn em. À, mấy bạn ơi, mấy bạn có thể cho mình một chút thời gian để phỏng vấn mấy bạn được không ạ? Mấy bạn giới thiệu tên của mình đi ạ. Mình tên là Chú Phạm Gia Huy. Em là chồng của Huy. Còn bạn? Còn bạn? Em Hoàng Đoàn. Mấy bạn có thể bỏ thời gian cho mình một xíu để chơi game với bọn mình không? Chúng ta sẽ chơi game với tất cả cô gái xinh đẹp của chúng ta. Được không? Ok nha. Ok. Xin chào ba bạn có thể cho mình một phút để phỏng vấn ba bạn được không ạ? Được. Ok, bạn tên gì ạ? Mình tên là Khang. Còn hai bạn còn lại ạ? Mình tên là Đạt. À. Ba bạn đã có người yêu chưa? Hiện tại chưa. Còn bạn rồi. Có rồi hả? Còn bạn? Vậy thì ba bạn có rảnh chơi với mình một trò chơi không? Tại vì cái trò này không sợ người yêu ghen ấy. Phần thưởng sẽ làm người yêu ghen đó. Chơi đi, sợ gì đúng không? Chơi. Ok. Ta-da, luật chơi sẽ là như thế này. Trên tay mèo có một quả bóng đây. Mỗi bạn sẽ được phát một quả bóng và kẹp vào chân. Và mấy bạn sẽ đi. Và bạn nào chạy nhanh nhất nhì ba thì mấy bạn có thể chọn tiền hoặc là ôm các bạn nữ của chúng ta. Như mèo á, là mèo sẽ chọn tiền và ôm luôn. Nhưng mà chúng ta lần này chúng ta sẽ đi lùi nha. Action. Hey.
Anh chơi vì đam mê không lấy tiền à? Chơi vì đam mê không lấy tiền à? Ô, và đây là chàng trai may mắn nhất của ngày hôm nay. Và bạn chọn tiền hay là chọn tất cả các cô gái của chúng ta? To protect your soul.